Trong thế giới đấu la đại lục, có 3 người được xưng là mạnh nhất thế giới đấu la đại lục. Một là đường thần của Hạo Thiên Tông. Đường thần được mệnh danh là người mạnh nhất ở trong đấu la đại lục, tuyệt thế đấu la là 99 cấp. Tuy nhiên, sau cuộc chiến với Thiên Đạo Lưu, ông đã ở ẩn và biến mất. Điều gì đã xảy ra trong thời gian chờ đợi này? Mối hận thù giữa đường thần và Thiên Đạo Lưu là gì? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu bí mật này nhé! Năm đó, đường thần và Thiên Đạo Lưu đạt cấp 98, họ vừa là đối thủ vừa là bạn bè. Nhưng khi họ cùng nhau vượt qua cấp 99, cả hai đều gặp khó khăn. Càng ngày lại càng khó khăn thăng tiến, trong tuyệt vọng họ phải tìm cách vượt qua được nút thắt cổ trai này. Trong truyền thuyết có một tuyệt thế đấu la 99 cấp nữa ở trên đảo Hải Thần tên là Ba Tái Tây. Vị thần biển này cai quản toàn bộ hòn đảo, đường thần và Thiên Đạo Lưu tìm cách đột phá. Quyết định cùng nhau đi tìm Hải Thần Đảo, sau thời gian đi tìm kiếm, họ đã tìm được đường vào Hải Thần Đảo. Ở đây đáy biển bỗng dung chuyển động dữ dội, xuất hiện cả một con sóng cao cả 100 mét trên biển. Một con quái vật chui ra từ biển, đó chính là triệu năm hồn thú Thâm Hải Ma Kính Vương, sức mạnh của nó gần chạm đến chuẩn thân. Cả hai người kết hợp lại sử dụng sức mạnh của chính mình, nhưng vẫn không bằng con cá voi biển sâu này. Đường thần nói với Thiên Đạo Lưu rằng, chỉ khi nào chúng ta đã tới 99 cấp mới có thể đánh bại được con cá voi Thâm Hải Ma Kính Vương này. Trong trận đại chiến đó, họ cũng bị thương rất nặng. Họ ngất xỉu trên bãi biển của Hải Thần Đảo. Khi họ tỉnh dậy thì gặp được một người phụ nữ rất xinh đẹp. Cô ấy chính là Ba Tái Tây. Nhưng lúc này Ba Tái Tây vẫn không phải là thần của biển lúc đó. Chỉ là một cô gái bình thường của Hải Thần Đảo mà thôi. Chỉ có một người được quyền lên ngôi ở Hải Thần Đảo, đó chính là Đường Tam lúc bấy giờ. Khi đường thần gặp Ba Tái Tây, cô cũng đã trở thành đại tế tư của Hải Thần Đảo. Sau một thời gian ba người ở chung với nhau, đường thần và Thiên Đạo Lư cũng yêu Ba Tái Tây. Trên thực tế, lúc đó Ba Tái Tây cũng đã yêu đường thần. Là đại tế tư của đảo Hải Thần, Ba Tái Tây không thể nào rời bỏ đảo Hải Thần được. Bà chỉ có thể che giấu tình yêu của chính mình dành cho đường thần ở trong tim. Về sau ba người được biết chính là Hải Thần biển lúc đó, tự nhiên chính là Hải Thần không cho phép họ ở cùng nhau. Vì lý do này bọn họ đã chiến đấu với Hải Thần ở thời điểm đó. Đối mặt với Hải Thần, họ chỉ là một con kiến mà thôi. Thiên Đạo Lưu đã bị bắt lại, may mắn thay, Ba Tái Tây cầu xin cho bọn họ ra đi, cứu sống được bọn họ. Họ chiến đấu vì tình yêu, cuối cùng Hải Thần cũng đã cảm động, nói với Thiên Đạo Lưu và Đường Thần, nếu như các ngươi muốn ở cùng Ba Tái Tây, trừ khi có thể trở thành thần, đó là điều đúng đắn cần làm, rồi hãy trở lại Hải Thần Đảo và sống cùng Ba Tái Tây. Sau đó Đường Thần và Thiên Đạo Lưu được đưa ra họ khỏi Hải Thần Đảo bởi sức mạnh của thần biển. Đường Thần đã quay trở lại Hạo Thiên Tông để tìm đường trở về thành thần, còn lúc này Thiên Đạo Lưu vẫn còn sống trong sự ghen tị và oán hận. Thật ra không phải Đường Thần là người đàn ông đủ điều kiện nhất để cùng Ba Tái Tây, mà chỉ là do Ba Tái Tây đã lựa chọn Đường Thần. Điều này làm cho Thiên Đạo Lưu rất tức giận. Đường Thần đã đánh bại Thiên Đạo Lưu với sức mạnh của chính mình. Thiên Đạo Lưu đã sớm đặt chân vào trận chiến giữa Hạo Thiên Tông và Đường Hạo. Trong trận chiến đó, do vợ của Đường Hạo là A Ngân đã hiến tế và Đường Hạo đã có 9 cái hồn hoàn, đã đánh bại con trai của Thiên Đạo Lưu là Thiên Tầm Tật. Lúc này Đường Hạo thề rằng anh ta sẽ không trở về Hạo Thiên Tông trong cuộc đời của mình nữa. Đường Thần đã tìm thấy con đường trở thành thần của chính mình. Ông đã đi vào sát lục chi đôi giết chóc một mình, tham gia kỳ thi kế thừa ngai vàng. Thật tiếc ông đã bị lợi dụng ảnh hưởng của huyết sắc trong sát lục chi đô và trở thành vật thí sinh của con rơi chiến đầu, sau này trở thành vua của sát lục chi đô, chính là người mà Đường Tam nhìn thấy ở trong sát lục chi đô. Quá khứ của những người mạnh nhất trong đấu la đại lục, ba tuyệt thế đấu la 99 cấp, câu chuyện về ông cố của Đường Tam. Các bạn thấy video này thế nào? Đừng quên bỏ ra một vài giây ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ LTG nhé. Và chào mừng các bạn đã đến với LTG, mình là Phương Di.